Rất nhiều người khi tham gia một môn kéo co lại không biết về luật chơi cũng như cách thức chơi đúng cách. Nhiều người đang tìm kiếm cách thức chiến thắng trong bộ môn này. Nhằm giải đáp thắc mắc của các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một số thông tin, kinh nghiệm và cách thức chơi tốt nhất được áp dụng hiện nay nhé. Kéo co là môn thể thao tập thể, dân dã, dễ chơi, đã tồn tại phát triển từ lâu đời, không chỉ ở Việt Nam mà còn tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Không những vậy, trò chơi kéo co còn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia đại diện cho nhân loại. Tại Việt Nam, kéo co được chơi phổ biến nhất trong các dịp lễ Tết, hội làng hay các trường học, cơ quan doanh nghiệp, các hoạt động team building. Chơi kéo co không chỉ mang lại cho người chơi sự hứng khởi, vui vẻ, rèn luyện sức khỏe, nó còn tạo tinh thần gắn kết tập thể cộng đồng. Đây là môn thể thao mang tính đối kháng cao nhưng cách chơi lại rất đơn giản, an toàn cho tất cả người chơi. Luật kéo co, tùy theo mỗi nơi có thể lệ chơi khác nhau, nhưng bao giờ số người chơi chia thành hai bên, mỗi bên cùng dùng sức mạnh tập thể để kéo cho bên kia ngã về phía mình. Chơi kéo co thể dùng dây người hoặc các loại dây thừng, nhưng chủ yếu là dùng dây thừng kéo co, giữa sợi dây buộc các khăn đỏ, khi bên nào có đoạn dây buộc khăn đỏ qua mạch của mình trước là thắng. Trong trò chơi này, đội chơi có thể toàn nam hoặc toàn nữ, hoặc cả nam cả nữ đồng thời. Ở động tác chuẩn bị, cả hai bên cùng nắm lấy dây, khi phát tín hiệu, cả hai bên đều ra sức kéo cho đối phương bị kéo về phía mình là thắng. Mỗi trận đấu được tiến hành trong vòng 3 hiệp, đội nào thắng trước 2 hiệp là thắng trận đấu. Kết thúc hiệp 1 đổi sân, thời gian nghỉ giữa hiệp 1 và hiệp 2 là 3 phút, giữa 2 và 3 là 5 phút. Sân thi đấu kéo co. Sân kéo co hay còn gọi là đường kéo co là một đường thẳng bằng phẳng có thể trên mặt cỏ, đất và sân xi măng. Chiều rộng của sân từ 1,5 đến 3 m, chiều dài tối thiểu là 30 m. Khu vực an toàn phía sau đường kéo co phải đảm bảo tối thiểu 3 m. Ở giữa đường kéo co có một đường ngang gọi là đường trung tâm. Từ đường trung tâm sang mỗi bên là 3 m, đường giới hạn để xác định thắng thua. Từ đường trung tâm sang mỗi bên 4 m là đường giới hạn đứng của vận động viên đầu tiên để xác định vị trí đứng của vận động viên số 1. Dây kéo co. Dây kéo co có thể sử dụng nhiều kích cỡ khác nhau tùy theo lứa tuổi người chơi. Thường sử dụng hiện nay có đường kính từ 1 đến 4 cm. Dây thừng kéo co có thể làm nhiều chất liệu khác nhau như sợi gai, đay và sợi tổng hợp. Tuy vậy, đây là sợi tự nhiên được ưa chuộng hơn cả về độ mềm, độ ma sát cao và ít gây xước và phẳng tay. Khi sử dụng chơi kéo co, trên dây không được có bất cứ nút thắt nào. Chính giữa của một mảnh vải đỏ thõng xuống. Từ điểm chính giữa sợi dây về phía mỗi bên 3 m, dáng băng dính màu xanh, giống theo giới hạn của xác định thắng thua. Từ thời điểm chính giữa sợi dây về mỗi bên 4 m, dán băng dính màu vàng để xác định vị trí tay cầm của người chơi số 1. 2. Kỹ thuật kéo co. Kéo co là môn thể thao đồng đội dựa trên sức mạnh để giành chiến thắng. Tuy nhiên, để giành chiến thắng cũng cần có những mẹo nhỏ để khai thác triệt để lợi thế về thể lực hay đối phó với một đội hình mạnh hơn. Cách cầm dây kéo co. Các bạn chơi kéo co chỉ cần cầm dây theo cách thông thường. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn, tránh bị tuột tay khi chúng ta kéo co, cần kẹp dây vào nách để thật chặt. Hai chân đứng dang rộng cho cảm thấy thoải mái khi kéo, sau đó ngả người phía sau. Trong quá trình chơi, bạn nên cầm sợi dây để chỉ tạo điểm ma sát lớn giữa tay và dây, tránh trường hợp bị trơn trượt, gây xước hoặc phòng tay. Cách sắp xếp đội hình kéo co. Thiết lập đội hình khi chơi vô cùng quan trọng để giành chiến thắng. Có một bí quyết mà ít người biết, đó là tập trung lực kéo thống nhất, cả đội nên đứng về một bên. Các thành viên đứng đều nhau, tránh va chạm hay dẫm đạp lên nhau trong khi kéo. Chọn người đứng số 1 có sức khỏe, bàn tay to, bám chắc sợi dây và có kinh nghiệm khi chơi kéo co để được quyền sợi dây trong quá trình thi đấu. Bạn cuối cùng giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong đội chơi, có nhiệm vụ điều hướng sợi dây thừng sao cho tập trung lực kéo được tốt nhất. Người đứng cuối và có sức khỏe tốt, dáng người cao to. Bí quyết kéo co thắng. Đây là một tuyệt chiêu trong trò chơi kéo co ít người biết và nên khắc sâu trong đầu để áp dụng. Khi trọng tài chỉnh dây xong, tất cả mọi người đồng loạt ngả về phía đằng sau nghiêng một góc 110 độ để tạo lực kéo và ma sát tốt nhất. Tập trung dồn hết lực vào đôi tay, chân bám chặt vào đất. Khi chơi kéo co nên chuẩn bị một đôi giày có nhiều rãnh, ma sát tốt để tránh trơn trượt. Để giành chiến thắng trong trò chơi kéo co, không phải có một đội sức khỏe tốt là có thể giành chiến thắng. Điều quan trọng nhất là sự đoàn kết giữa các thành viên trong đội. Trong khi chơi, cả đội đều đồng lực kéo một lúc, tránh một người kéo trước, một người kéo sau, phân bổ lực không đồng nhất. Để làm được điều này, cả đội nên cùng hô 1-2 hoặc 1-2-3 để các thành viên trong đội có thể ra sức kéo cùng một lúc. Với những kỹ thuật và tuyệt chiêu kéo co trên đây sẽ giúp các bạn bách chiến bách thắng trên mỗi trận đấu. Hãy đọc kỹ và áp dụng ngay nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!